Nhanh lên nhớ ơi, đẹp lắm mày ơi, cầm thế thì hỏng hết rồi, mau lên. Mày lại bảo tao là con ông bàn độc hả? Ấy dạ dạ, con tưởng án thư bàn độc cũng như nhau đấy ạ. À, nhưng mày cũng phải nhanh chân lên chứ. Ấy, con cũng muốn nhanh chân theo cậu, nhưng con chỉ sợ người ta bảo cậu cháu mình là chợ chưa họp kẻ cắp đã đến. À, thế từ nãy đến giờ mày làm những gì? Dạ, con phải thay cậu để xưng danh, con lôi ra biết bao nhiêu là ấm, con khoe khéo khoe khôn bày binh bố trận. Thế mà có người lại còn bíu mỏ bíu môi đấy cậu ạ. Họ bảo sao hả con? Họ bảo ấm nhà anh là loại ấm tồi, ấm sứt vòi, ấm nhìn đời một mắt. Thế họ bảo tao là ấm chột thì còn gì nữa hả? Ấy, thế mà có người lại còn khen cậu đi nha. À, họ khen cậu à? Khen cậu thế nào? Họ khen cậu có tướng làm vua đấy. Khen cậu có tướng làm vua à? Hay lắm. Họ bảo sứ mù thằng chột làm vua. Thằng này lão thật nè, thằng này thì được cái lão thế mà này. Anh này nhớ này. Dạ. Nhớ à, mày có biết cái cô son đẹp nhất vùng này, vì có đôi môi lúc nào cũng đỏ, nên cô ta tên gọi là son. Tổng dưới thôn trên đất nước tiếng đồn, tao trông thấy cứ say như điếu đỏ. Trời ơi, cậu cứ say như điếu đỏ. Một hôm mới gặp cô ta đi bán lụa, tao với lân la toan chuyện bướm ong, nhưng ngặt vì phiên chợ đang đông, trăm con mắt cứ nhìn tao chẳng hở. Thế là tao phải lánh xa chờ cho vãn chờ, đến khi tao quay lại ôi thôi, ra lều không chỉ còn trơ có chỗ ngồi, con người đẹp đã về từ tám kiếp. Ôi trời ơi, thế là cậu về cậu ốm thương tư đi nhá. Ôi trời ơi, thế là cậu về cậu ốm thương tư. Cậu có mà thương tư hàng chục cô. Cậu ơi, cô Son thì cả vùng này ai mà chả biết. Đó là người yêu của cậu Khóa Hồng, bạn học với cậu khi xưa. Cậu ơi, cậu ma trong ghẻ ô có nghĩ cô Son, cậu Khóa Hồng sẽ cho cậu ăn đòn nghĩ ai, ai can. Lo toan đi học mì hành nghi. Cậu chẳng mà cậu chẳng lo, toàn cứ đi là đi theo gái mà để chết oan ấy chết oan có ngày. Cháy thành thời con cũng và nghỉ và lấy. Thời con đi cũng và lấy bởi vì con đi theo cậu mà để có ngày ấy có ngày. Được cười thay thời cho cái chú anh ỉ ương. Anh ương thì có gì mà được cười hả? Cười thay cho chú anh ương lại đòi ôm hoa dâm mà bụt. Thằng này láo thật, quân phản chủ, mày phải xéo cái đi, xéo đi. Ôi trời, chờ con ơi. Cháu xin chào cụ đồ ạ. Anh
anh Bất đấy hả? Dạ. À, thế ông Hương có nhà không nhỉ? Dạ, ông Hương cháu vừa sang nhà thờ họ. Một lát nữa sẽ về, mời cụ vào trong nhà chơi ạ. Anh để mặc tôi. Dạ. Hôm nay là ngày rước cô Son nhà tiến cung đấy nhỉ? Vâng ạ, trong họ ai cũng vui mừng. Mà chỉ riêng cô Son cháu ngày đêm cứ sụt sùi trông thật tội nghiệp cụ đồ ạ. Làm sao mà tội nghiệp? Được lấy vua thì sung sướng tột bậc rồi còn gì. Cháu thì cháu cho cũng chả sướng. Hễ mà trái nhân duyên thì cứ lấy trời cũng khổ, chứ đừng nói chuyện vua chúa. Thế thầy chẳng nghe các cụ ta nói đấy à? Chẳng tham nhà ngói bức bàn, trái duyên quay bẵng một gian, chuồng gà bà dàn mái giả lòa xòa, phải duyên coi thẻ chín tòa nhà lên. Đó là các cụ nói ví thử thế thôi, chứ ở nhà ngói bức bàn vẫn sang hơn ở lều tranh điếm cỏ. Ở đời lấy vua lấy chúa vẫn hơn lấy cái hạc bạch binh. Người ơi, suốt đời đứng dựa cột đình. À, thế nhưng tôi hỏi anh này, anh có biết vua là thế nào không đã? Khốn nạn. Khốn nạn. Cơm từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cháu có biết cái mặt vua nó dọc ngang xiên xẹo thế nào đâu ạ? Chết. Đại bất kính. Bản dân thiên hạ ai ai cũng biết vua, riêng anh mà lại không biết vua thì kể cũng lạ thật nhỉ. Dạ thưa cụ, thế vua tên là gì ạ? Đức vua Minh Mạnh. Ôi trời ơi, ôi cha mẹ ơi, thế thì cháu biết tổng ra rồi. Ông vua này nhẵn mặt lắm. Vua mặt tròn này, mồm vuông này, này hấp bốn chữ vào mặt. Mẹ đĩ nhà cháu nó đeo hàm sâu ở giải diễm đi, cứ lồng sục chẹt. Đó là tiền đúc tên vua. Vua ở đây là người kia mà. Vua là người à? Thôi đi, vua là giám. Ô hay, cái anh này anh điên hay sao thế? Ồ, thế cụ không nghe thế à? Các cụ thường nói đấy à? Được thì làm vua mà thua làm giặc cơ mà. Anh Bất à? Ây, đến nước này thì anh lại hiểu vua hơn tôi rồi đấy. Thôi, phép vua cũng phải thua lệ làng. Đưa tiễn cô Son là chắc phải có cỗ, có bàn. Ôi giời ơi, gấm cưới vợ cho vua phải mổ lợn, mổ bò, cỗ bàn to lắm cụ à. Ông Hương cháu dặn thế nào cụ cũng phải ở lại. À, nhắm rượu à? Rượu. Thôi, thế anh để tôi về qua nhà có chút việc ấy, rồi tôi lại sang ngay nhá. Ôi, thế cụ về à? Thôi, tôi về anh Bất nhá. À, thì kính cụ lại nhá. Anh Bất này, anh nhớ nói với ông Hương là thế nào cũng phải chờ tôi đấy nhá. À, thế cụ lại nhà. Tôi thấy tôi về anh Bất nhá. Cảm ơn cụ lại nhà. Ai chà chà, đường đi từ đây đến chùa còn xa lắm. Ừ. Bây giờ còn xa lắm. Bây giờ bác cháu mình phải nói chuyện đi nó mới nhanh. Ừ, phải rồi. Dạ. Nói chuyện lên con nói lên. À, thế bác ơi. Thế bây giờ con hỏi bác nhé. Sao? Thế trên đời này bác sợ ai nhất? Trên đời này á? Vâng. Trên đời này bác sợ nhất là trời. Vứt. Sao? Theo con ấy, trời là sẽ phải sợ mây. Mây che là trời tối ngay bác. Thế mây sợ ai nào? Mây à? Mây sẽ sợ gió. Ừ. Đúng không bác? Thế gió sợ ai? Gió sợ bờ tường. Ừ, phải rồi. Này con. Dạ. Thế bờ tường sợ ai nào? Bờ tường nó sẽ sợ chuột cống. Chuột cống nó được không ạ? Thế chuột cống sợ ai? Chuột cống sợ mèo già. Thế mèo già sợ ai nào? Mèo già. Này bác ơi, mèo già nó chỉ sợ có mỗi mẹ đĩ nhà con thôi bác ạ. Ai thấy hóa ra là mẹ đĩ nhà con to hơn cả trời bác nhỉ. Ôi. Thầy bói thì không có. Ê, nhưng mà thông manh giả quán lờ thì ối đây. Ối đây nào, ai xem bói nào. Úi giời ơi. Úi giời. Cây ngô đồng
sương xa lác đác ăn đường đi những làng ai có thấu ý. Cho chăn trời ơi đúng hôm này là ông thầy bói rồi. Dạ chào thầy ạ. À không dám à, chào ông. Ê chết, dạ thưa thầy, nhà cháu là đàn bà. Chết chửa lại là đàn bà, có chết tôi không chứ. À dạ, cháu rất lỗi à, cháu à, chào bà. Dạ thưa thầy, nhà cháu còn trẻ. Ủa, sao cơ? Dạ, nhà cháu còn trẻ. Úi dồi, lại còn trẻ có chết tôi không chứ. Úi dồi, hôm nay ra chợ sớm lại gặp cô gái trẻ may quá. À thế à, anh chào em. Dạ thưa thầy, mấy hôm nay nhà cháu bị mệt, không biết rằng động trệ vì đâu, nên hôm nay cháu đến để xem thầy ạ. À đây, à thân thể anh đây em xem cho chán này. Này đây, xem là xem bói, chứ xem gì người thầy ạ. Ừ, thì thầy bảo là xem bói chứ, à, xem cái gì của thầy mà. À thế em xem ra sự cái cửa nhà mà tử tức hay là con cái. Dạ thưa thầy, ra sự cửa nhà thì cũng thế, mà tử tức con cái thì cũng vậy ạ. Ừ, tôi xem đằng nào dứt khoát, không có xem hỗn độn. Thế anh ở nhà chị mới ốm hay ốm lâu chưa nào? Dạ nhà cháu mới ốm ạ. Mới ốm à? Vâng. Sao không đi xem cái lúc anh ấy chưa ốm ý? Ui giời ơi, chưa ốm thì xem làm gì ạ thầy? À thế anh ấy tuổi gì em nhỉ? Dạ nhà cháu tuổi Tý ạ. Úi giời ơi, tuổi Tý à? À thế còn em tuổi gì? Dạ cháu tuổi Mùi ạ. Úi giời ơi, lại tuổi Mùi đẹp đôi quá thể lắm. Xem nào, Tí dí và mùi rùi và tí dí mùi rùi tí. Em ơi. Dạ. Ngồi xuống đây để thầy xem tướng trước rồi à, thầy xem bói sau nhé. Dạ. Ngồi xuống. Cái gì? Dạ. Sao thầy lại xem tướng ở chân cháu thế ạ? Ô hay, thế sao ạ? Chân gà chân giò mùng 1 Tết cả ta còn xem được nữa là chân người. Ôi đặt tiền quẻ đi. Dạ thưa thầy, cháu đặt tiền 100 đấy ạ. Tôi không bói tiền 100 đâu. Dạ thế thầy bói thế nào ạ? À tôi chỉ bói có 99 đồng với 1 đồng lẻ thôi. Ui trời ơi, 99 đồng với 1 đồng lẻ thì cũng thế thầy ạ. À cũng thế à? À thế à, em ơi, em làm ơn em khấn cho thầy cái. Ê chết, nhà thầy làm thầy, sao lại nhờ nhà cháu khấn hộ ạ? Bỏ mẹ rồi, tôi mới học bói chứ lại chưa học khấn cơ chứ nè. À thế em nghe tôi khấn thử nhé. À em đeo mo vào mặt. Em đeo mo vào mặt. Thầy. Hả? Nam mô A Di Đà Phật chứ ạ. Úi ôi chết chưa. Ông thầy dạy tôi ông ấy nói nhanh quá. Tôi lại cứ nghĩ là em đeo mo vào mặt cơ chứ nè. À thầy khấn cho em nhé. Thầy phải có cái thủ bách bái. Em chết phủ nguyện của tác hùng thú chủ thần linh phủ ghi từ nông chí công cử các cả thất tông cộng thất ngũ hoặc phạm chi ách kim đối đàn tiền kim đương khủng quả. Em ơi, em xem tôi 2 đồng sắp anh mà. Dạ thưa thầy, 2 đồng cùng sắp thầy ạ. 2 đồng cùng sắp ạ. Bán chắn chắc thừa 500. Thầy dạy anh em chúng con học đi ạ. Thế bây giờ các con học sách gì? Dạ chúng con học sách sử ạ. Úi dồi ôi, tao ngần này tuổi đầu chưa học đến sách sử mà chúng mày đã đòi học đến sách sử. Ý mà chưa học sách sử á? Sách đó. Dạ sách đây ạ. À? Ngồi xuống rồi banh sách ra. Mở sách ra chứ ạ? Ôi giời mở. Dạ, học thế nào thì thầy bảo chúng con ạ. Bà đã đến đây ngồi xuống học đi. Đã đến đây ngồi xuống học đi. Ai đã bảo mà mày đã học? Ai đã bảo mà mày đã học? Ôi trời ơi, khoan đã. Ôi trời ơi, khoan đã. Các con khát học lắm phải không? Dạ vâng ạ. Dạ thưa thầy, chữ này là chữ gì ạ thầy? Ừ nào thì học nhá, chữ này là tệ là tệ. Tệ là tệ, tệ là tệ. Dạ thưa thầy, thế còn chữ này là chữ gì ạ? Mày tệ là tệ hơn. Tệ là tệ hơn, tệ là tệ hơn. Ôi giời ơi, học mê hành cái thằng lớn tệ ít nhưng thằng ranh con thì lại tệ nhiều này. Nhìn vào sách đọc thật to, độc ác là độc ác. Độc ác là độc ác. Độc ác là độc ác. Dạ thưa thầy, thầy dạy anh em chúng con.
gì mới về ấy. Thì cái nhà mới chạy. Cái nhà mới được bắt, còn là sao nữa. Sao thầy cứ nhắc mãi đến mẹ con thế? Ô này, dạ. Dì về đến nhà chưa? Vâng, con bảo là dì con về tận nhà rồi thầy ạ. Quá hay. Nào thì học. Tiền học lễ, hậu học văn, mẹ không ăn thì mẹ cũng chết. Tiền học lễ, hậu học văn, mẹ không ăn thì mẹ cũng chết. Tiền hết ta gạo hết nhất sĩ nhị nồng, khác giá đành dần nhất bầm sĩ. Tiền hết ta gạo hết nhất sĩ nhị nồng, bát giá chảy dần nhất bầm sĩ. Ô hô, con hí trẻ con rủ tình ấy là nhi tiểu tình. Ô hí trẻ con rủ tình ấy là nhi tiểu tình. Thiền tích ca thông ca mình là thanh ca phụ ca thông ca lòng. Thiền tích ca thông anh ca thanh nằm trong ngao. Ôi hai cái thằng này thầy dạy là thiên tích thông minh thánh phủ công dụng, mà này chúng mày đi đánh toạc một cái là thánh nằm trong cọng, thế là thế nào? Dạ thưa thầy, các em lớn các em học thế đấy ạ. À? Đấy là mấy đứa nó học sốt, nó đọc sai. Nhìn vào sách học tiếp. Nhân chi sợ là sợ bố mẹ, tính bản thiện là mẹ muốn ăn. Nhân chi sợ là sợ bố mẹ, tính bản thiện là mẹ muốn ăn. Tử còn là con là cháu lục là sáu là tam bà. Con cháu lục là sáu là tam bà. Nhà tiền trước sau, ra nhà con lớn tiền trước sau, quan quan thương đại hà chi châu, quan quan thương đại hà chi châu, yêu điệu thục nữ quân tử hào cầu, yêu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Dạ thưa thầy, yêu điệu thục nữ có nghĩa là thế nào ạ thầy? Thầy giảng bài cho các con nghe nhé. Vâng ạ. Yêu điệu thục nữ là người con gái dịu dàng, cũng ví như là ai gì vậy đấy. Dạ thưa thầy, thế còn quân tử hảo cầu nghĩa là thế nào ạ? Còn quân tử hảo cầu thì có nghĩa là người quân tử. Cũng ví như là thầy đây này, gì mày mà ví với thầy đây thì hảo cầu quá, giờ cần gì nữa. Sao thầy lại ví thầy với mẹ con? Đấy là tao giảng bài cho chúng mày nghe, và tao lấy ví dụ để cho chúng mày dễ hiểu. Tao đã làm gì mẹ mày? Ví dụ thì ví dụ, chứ thầy không được ví thầy với mẹ tôi. Thôi. Con bé, con xin thầy. Con xin thầy. Ta tha tội cho lần đầu. Chúng mày có biết tiên học lễ, hậu học văn là thế nào không? Tiên là trước. Trước nhất là phải có cái sự lễ độ, lễ phép đối với thầy. Phải có lễ vật biếu thầy. Ít ra thì phải có cây trầu, mặt nước, chén rượu, dăm bảy cái con gà sống thiến để tao làm lễ nhập trường cho chúng mày. Lễ vật đi trước thì hậu mới là sau, sau thì mới học đến văn bản chữ nghĩa. Ấy là con chưa kể là thỉnh thoảng qua cáp biếu xén hậu tạ thầy. Đáng này gì chúng mày đưa chúng mày sang đây thử hỏi là tao là cái gì? Nghe gì mày nói thầy? Thầy làm sao thế ạ? Thầy làm sao thế ạ hả thầy ơi? Chuyện lên con. Em ơi, thầy. Ôi con ơi, lợn lại còn đòi ăn nữa chứ này. Nhà thầy cũng nuôi lợn à? Cũng phải nuôi lợn để mà bù cặp con ạ. Thôi con vào cho lợn ăn cho thầy. Vâng ạ. Thầy ơi, em con nó còn bé nó chưa biết cho lợn ăn. Để con vào con cho lợn ăn cho ạ. Mày vào cho lợn ăn cho thầy. Tối thầy lại cộng thêm cho mày ít điểm nữa. Vào đi. Cu co. Lại thầy bà. Dạ. Ê, con ơi, mẹ con năm nay bao nhiêu tuổi con nhỉ? Dạ, con không biết ạ. À này, từ cái ngày mà bố con chết đi, có cái bác gì? Cái ông gì có hay sang chơi với mẹ con không? Con không biết. Này, thế bây giờ thế này nhá. Thầy ví thử như thế này này. Bây giờ thầy mới đón hẳn mẹ con sang bên này. Liệu mẹ con và các con có bằng lòng không? Con không biết. Ô hay, cái thằng này học mới hành. Thầy dạy thế thì chẳng quá như là nước đổ đầu vịt à. Vào gọi anh nghe tiếp. Không. Nhanh nhà học tiếp.
Đấy bà con xem, làm cái nghề gõ đầu trẻ bây giờ nhiều đứa nó cũng tệ bạc với thầy lắm chứ không phải. Dạ thưa thầy ạ. À, ngồi xuống học tiếp. Bồ cách bồ các thà rác lên cây gió đánh lùng lầy cao tổ cái ông cao tổ. Bồ cách bồ các thà rác lên cây gió đánh lùng lầy cao tổ cao ông cao tổ. Hâm hâm hồ hồ tiêu hà là cái chú tiêu hà. Hâm hâm hồ hồ tiêu hà là chú tiêu hà. Tính toán không già là người lý tí, con là lý là người lý. Cái ngồi vô ý hút quang là cái thứ mà hút quang. Cái ngồi vô ý hút quang là thứ mà hút quang. Anh na nó chạy quang tào tháo là người tào tháo. Anh nó chạy quang tào tháo là người tào. Trần là vì là cái chú Trần vì anh bạc mất áo Trần là vì là chú Trần vì uống rượu tì tì quách nga cơ là người quách cơ. Uống rượu tì tì quách nga cơ là người quách nga cơ. Không nhìn vào sách học đi, mày cứ nghĩ vơ nghĩ vẩn đi đâu thế hả? Dạ thưa thầy, con nhớ mẹ con lắm mà. Ôi trời ơi, tao còn nhớ bằng chín mày ấy. Nhìn vào sách cái thầy giảng tiếp cho mà nghe. Nữ nhân sơ sinh bất đắc thực nhục nhiêu ẹp. Dạ thưa thầy, thì có phải là gì ạ? Thầy giảng bài cho các con nghe. Vâng ạ. Người đàn bà mới sinh nở thì không nên ăn vụng chồng miếng thịt trâu chết toi. Thực thuần ấm thủy ngoạ địa tắc diện phù như mẹt chi. Dạ thưa thầy, thầy có nghĩa là gì ạ? À, ăn no, nằm đất, uống nước lã rửa mặt với sưng bằng cái mẹt. Nó sưng lên bằng cái nông. Đúng rồi, bằng cái nông. Đúng rồi. Đang mới giỏi, nó còn cười. Dạ. Cười. Thầy dạy một, trò đánh tẹt là thầy hai. Tao dạy một đàn, mày đọc nó một nẻo, để thầy đấy. Nhớ nhá, từ giờ đi. Thầy dạy thế nào học theo như thế, không được cãi nghịch. À, dạ thưa thầy, ngày xưa cha con còn sống, cha con dạy chúng con là nhân chi sơ là người con mới. Không. Tính bản thiện là tính hiền lành. Đúng rồi. Vậy mà thầy dạy chúng con là sờ bú mẹ. Thầy là thế nào à? Tao hỏi hai thằng nhé. Lúc mẹ mày mới đẻ mày ra, mày không sờ bú mẹ, mày phải sờ bú bố mày à? Ấy ấy thì khoe bố văn hay chữ tốt, học giọng phải cao. Sao không chui xuống đất học bố mày mà đi học tao? Thế là thầy dạy sai rồi nhá. Bố con dạy đúng, thầy dạy sai. Thầy dạy sai hả? Dạy sai. Ôi trời ơi, hai thằng này hỗn lao lắm gì ạ? Cãi tôi cứ như chém chả thôi. Con, dì đã dặn các con rồi, ở đây là phải ngoan ngoãn, phải chịu khó học. Thế các con học hành thế nào? Cãi thầy cái gì mà để thầy nổi nóng, thầy đánh các con thế? Mẹ ơi, thầy dạy anh em chúng con là sờ bú mẹ. Chúng con biết cãi lại thầy. Thầy hay bắt chúng con cho lợn ăn, nấu rượu lầu cho thầy. Thầy hay đánh chúng con hay véo tai con. Hai cái thằng này mới tệ bạc làm sao? Học tao là phải thế. Ngoài cái giờ học ra thì phải băm bèo, cho lợn ăn, nấu cơm lợn. Thôi cơm. Ngoài cái giờ học ra là phải làm đỡ thầy. Mà mày không học nữa thôi, bước ngay ra cũng không cần đâu. Bước. Dạ thưa thầy, các cháu nó còn dài. Xin thầy bớt giận ạ. Dạ thưa thầy, còn tiền công xá thầy dạy các cháu hết bao nhiêu, xin thầy cho biết ạ. Thôi, chúng nó là trẻ con ấy, thì tôi cũng không thèm chấp. Dạ. Nhưng còn tôi mới gì là cái chỗ người lớn. Thì đấy, dì cứ nghĩ thế nào cho nó phải, cái đó là cái tùy gì.
Dạ thưa thầy, tôi biết nghĩ thế nào cho được ạ. Dạ, trước hết là xin biết ơn thầy. Còn như thế nào xin thầy cho biết ạ. Thôi thôi, mời gì không, mời gì không. Dạ. Xin thầy cứ dạy ạ. Thế này nhá, bây giờ là chúng nó lớn rồi, cứ để nó về nó làm cho nó quen đi. Người ta thường nói rằng yêu cho đòn, ghét cho chơi. Con cái cho chúng nó học, nhưng mà phải cho chúng nó làm. Hỗn láo là phải đánh. Cho nên tôi mới bàn với dì như thế này. Chúng nó lớn rồi, cứ để nó về nó làm nó quen đi. Có gì nó dựa dẫm nó lại sinh hư ra. Rồi người ta lại bảo đấy là con hư tại mẹ. Thế còn cái công sáng của tôi đối với dì thì dì đừng có phải băn khoăn nghĩ ngợi gì. Dì cứ ở lại đây với tôi là dì đã trả công tôi hậu lắm rồi đó. Ấy chết, tôi ở đây sao được cả. Ôi dồi ôi, sao lại không được. Hoàn cảnh nhà dì tôi đã biết, mà cảnh nhà tôi thì dì cũng đã hay. Tôi cũng bảo với dì điều hơn lẽ thiệt. Chả nhẽ gì gì lại không nể thương một chút nào. Dạ, trước hết là xin biết ơn thầy. Còn những điều thầy dạy thì... Mẹ ơi. Gì hả con? Mẹ ơi. Hả? Về thôi, thầy hay vớ vẩn lắm. Vớ vẩn là vớ vẩn cái gì? Chúng mày trẻ con biết gì cứ xem là chuyện người lớn. Đi về. Thôi, các con đi thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị đi về đi. Chúng con đợi mẹ về cổng nhá. Này, không phải đợi chờ gì. Đi về thẳng nhà. Một mạch về thẳng nhà. Cây ngô đồng xương xa lác đác, ăn đường đi những lạc ai có thấu. Cho chăn trời ơi, ô đi từ lúc còn răng mà sao bây giờ vẫn chưa thấy sáng vậy? À bà thầy nó đâu? Ra thầy dắt con đi chợ nhanh lên nào. Mù á? Mù thế này mà vợ xấu là không có thèm lấy đâu đấy nhá. Thế là vợ xấu. Biết chứ sao lại không biết. Đấy, cái người đẹp ấy, thì người ta cười khanh khách, còn người xấu ấy, thì cười đành đại. Còn đàn bà mà đang chửi thì cười ôi cái lạ quái thì mà không biết thì thế nào ai hơn tớ. Cõi trần gian à tớ chỉ hơn ai có cái nhàn tay gầy vai mang hòm sự nghiệp ấy dò lần chân lật vết giang sàn mà vội mà cần tớ chẳng có đi đâu mà vội nhà mà cần cùng tăng con gầy dò lần bậc thang chứ mới cùng hoành một cõi giang sàn chẳng đẹp nhấp nháy càng mang nhìn ai sống ở trên đời cho nó đáng mắt là trai. Đáng mặt là trai sống ở trên đời cho nó đáng mặt là trai giỏi sành cũng lộn sống ma gai cũng kèo dù ai càng chắc đói nghèo chừng ngã xin được chẳng nhìn theo làm gì chứ nhất cao là tai núi bà núi ba vì chứ mới nhất cao là núi ba vì tôi trông cũng chẳng lấy gì làm cao chứ mới hơn nhờ ngày tháng yêu đào cung đàn nhịp khách lúc nào cũng vui tôi chỉ giả vờ đâu biết mà sang đuôi. Úi dồi ôi dưới này ngồi xem nó toàn là người đẹp. Sao phải biết là người đẹp? Người đẹp ấy thì cái hương người ta
tao bay ra. Nghĩ cũng biết cần trông nữa. À Cấn ơi, anh Cấn. Dạ. Con có khôn, con chớ có ly bì. Con dạy con vén cái cánh đoài, con dắt thầy ra dễ hàng ngang cho thầy đón khách. Dạ. À mà này, nhớ mua bức tranh con khảm vào bức vách. Tốn bao nhiêu thì tốn, chớ có được làm càn đấy nhá. À thầy nhớ thủa khi xưa thời bàn cổ mà sinh ra cái ông à, ông xéo hoang. Ai hoang? Nhà anh mà biết khỉ. Sao? Ấy thịt gà xé ăn còn ngon bằng táo thịt gà thái. Ồ, đã dựng nên tam hoàng huynh đệ chi tương kết. Như thầy đây không phải là người tứ xứ mà chính là người hiền tướng thong dong. Vì kinh đời không thèm mở mắt trông quanh năm, chỉ có ăn về nghề nghiệp bốc đây là được. Ồ, không có bắt đùa sao mà đông đợn thế. Ấy dạy ơi, bốc đây là bốc bộng, bốc con toạ. Chứ như con này bốc cơm nguội ở nhà nó mà mũi nó chả bát. Đến cao tay như thầy vị cốc mà cũng có lúc phải nói mò. Ấy thế mới gọi là cốc mò tòa lẩm. À, anh em ơi, ra đây à, có phải xưng danh không nhỉ? Không xưng danh nhà ai, biết là ai nào? Nhà anh Mùi phép có sao không biết tôi là ai hả? Thầy Mùi ấy. Anh Mùi. Thầy Mùi. Anh Mùi. Thầy Mùi. Quánh nhậu, quánh nhậu. Quánh nhậu. Quánh nhậu. Ôi trời ơi, chết chửa. Em lại cứ tưởng bọn trẻ đàn trâu nó đang trêu. À, à thế em xin danh vậy nhá. À như tôi, rời sinh đôi mắt, nhưng là rời lại chọc mất đuôi. Ấy chẳng giấu gì thầy bói là tôi. Bói ra sự nay đã có tiếng. Ai có lầm tìm đến đặt quẻ rồi thì thầy mới bói cho. Ai mà không tin thầy bói bói mỏ, bói quẻ ấy không được ấy, là em bói mù cho quẻ khác. Này, cả nhà nhanh bói mù nhá. Cả nhà nhanh bói mù. Cả nhà nhanh mù. Ôi trời ơi, chết trời, em lại quên mất. Ấy à, bói bù ấy là bói quẻ đấy không được. Là em bói bù cho người ta quẻ khác. Ý nhà cái anh này, ăn hay ăn nói lái sỏi lá và què lắm. Hai anh em ơi, tía ba câu hát đi chợ nhá. Tôi lên thác xuống gành, vợ tôi cứ như thể bà lành ở trong khoang. Nó để mình tôi cứ chở dọc rồi trèo ngang. Mỗi ngày dăm bảy bận nó cứ dành dàng ở trên mũi. Ông lại nói xấu gì tôi đây? Tôi đang than cái thân tôi. Chứ tôi có nói xấu gì mà. Cái thân ông thì làm sao mà phải than? Cái thân tôi mới đáng than thì phải chứ. Mà thì như thế kia thì làm sao mà phải than nào? Còn tôi đây mang kiếm sống trong thuyền trời. Thôi, đừng than thân trách Phật nữa. Gạo hết rồi đấy, liệu đi mà đông. Đông, nhưng mà không có tiền. Không có tiền ấy à? Không có tiền ấy thì nhịn. Nhịn thì cho qua ngày, thấy nhịn cho qua ngày không biết nghệ. Tiền gà áo hết thì biết có đi vay sống chết mặt thành chạy vậy. Thương con nhờ là thương con nhờ béo, thầy nhờ ông thì tôi mới đi ăn miếng. Lòng đôi này là nằm không đừng có trách móc nhau mà làm chi. Duyên nó đã chẳng hợp với thì mợ cứ bỏ tôi mợ đi. Đi ngay. Tôi không thiết. Ông đuổi tôi đi hả? Tôi nói cho ông biết, tôi chẳng tiếc chi cái con thuyền ván nát, lúc vào chui ra luôn. Chui luôn à? Cho nên tôi phải gieo mình xuống khúc sông.
bất mợ lên. Tôi nào có đòi mợ phải đền ơn trả nghĩa. Nhưng mợ nhất quyết là đòi ở với tôi, chứ không về quê nữa. Mới có 3 năm, mới có 3 năm thôi mà mợ đã quên rồi sao? Chỉ vì tôi căm ghét cái bọn trai tơ, nó sớm mẩn tối đào, cho nên tôi mới phải đem duyên phận này trao cho ông đó. Này mợ ơi, mợ có lấy ai thì cũng một tấm chồng. Ừ, đêm đêm ấy mợ cứ ngắm thử tấm lòng của lão già này xem. Úi chao ơi, ông kèn tôi thời như thế kèn kèn. Gái này thời đã biến, thương nhanh của đã ấm già. Tôi không ghen, cái thân tôi thì như là cái con cá mắm thế này, mà mợ thì hơ hớ như con cá nục thế kia. Tôi không ghen, để cho mợ đầu ở với chồng, nhưng mà đuôi thì ở mấy hàng xứ à. Tôi nói cho ông biết, nếu tôi có xa bưởi bông, thì dẫu ông có lấy tay buộc lại, tôi vẫn rất sợi tơ hồng tôi. À, có cá bán không hả bố con ông trai ơi? Ờ, ai hỏi cái gì? Người ta đang hỏi mỉa đấy, ông không nghe thấy à? Ờ, ai mỉa? Mà mỉa sao? Người ta đang hỏi rằng, đã có cá bán chưa hả bố con ông trai ơi? bố cái thằng cha chúng nó à? Thế cho nên, cứ ở dưới thuyền thì không sao. Hãy bước chân lên bờ là tôi cứ phải cúi mặt mà đi, không dám nhìn ai hết. Lại một hôm tôi gặp chú khách, chú ấy giả vờ câu chuyện nói mong, hỏi cô đi đấy có phải con ông lão trai. Mẹ cha cả cái thằng khách nào ấy. Nào đâu đã hết, lại một hôm tôi với ông đang thả thuyền ở một khúc sông sâu, con mụ hàng xén nó đi qua hỏi mỉa một câu mà tôi đau lòng không ngờ. Thế nó hỏi thế nào là mợ đau lòng? Nó hỏi rằng trong trại có cá cho mua một mớ, hỡi cháu ông lão trai. À, này mợ ơi, ấy chẳng qua là cái vô tình mà hóa hữu tình. Từ nay mợ cứ gọi tôi đây bằng cậu, hòa với bằng mình cho nó xuân. Ôi sao ơi, đầu thì bạc hết mọi cái tóc, răng thì cái trùng cái chằng, đêm nằm thì thở phì phà phì phào, thế mà lại còn bắt người ta gọi bằng cậu chứ bằng mình để cho nó dở. Mợ ơi, chẳng qua là cái tính tôi nó hay thở phì phào, nhưng 10 đêm tôi chẳng để đêm nào mà nằm mà xuống. Tôi chiều chuộng mợ, cái thân tôi chỉ còn như là cái que củi thế này mà mợ vẫn chưa thỏa mãn sao? Hay là mợ thích cái lũ trai tơ hơn thì tùy mợ. Nếu ông thực lòng thương tôi, để tôi khỏi phải sống cái cảnh ngang tai trái mắt này, thì
tôi xin ông ba chữ để tôi lên bờ nhá. Nếu vậy á, thì mợ hãy tháo hết giả tôi những hoa tai vòng cánh, rồi mợ xéo. Của chồng công vợ, ông trèo thì tôi trống, ông thả lưới thì tôi quăng chài mới kiếm được hoa tai vòng cánh. Thế ông định để cho tôi lên bờ bằng hai bàn tay trắng à? Thôi, không có nói lôi thôi. Mợ có cởi giả tôi không thì mợ bảo. Tôi không trả đấy. À, này, đừng có kiểu mà người ghét của yêu nhá. Mợ có giả tôi không? Tôi không trả đấy. Ông muốn làm gì tôi thì làm. À, nhời ơi, mày còn thách là muốn làm gì thì làm à? Vậy thì ông sẽ làm cho mày sẽ biết tay. Ông trời ơi, kìa. Mày sẽ biết tay. Nếu mày đã thách, vậy thì ông cho mày mấy. Vậy mày chết đi một đời, cho mày chết một đời. Con cửa này cái thái kiều. Ôi trời ơi, ông trời ơi, đừng, ông ơi tôi van ông. Ngoan. Tôi từ thức vốn dòng sĩ tử, ngán cảnh đời nên treo ấn từ quan. Ngày hôm nay nhân lúc tươi, ta dạo vô ơi chơi tiên thần. Nay đi một mình ắt là buồn bã, chi cho bằng ta bắt thằng hề bàn cùng ta ấy tử này ấy đang nhân chơi bời cũng tầm. Bữa hè con. Dạ. Ra hầu bác đi con. À, bác gọi con còn hương mắc dở. Bây giờ cái gì thế hở hè? Ơi bác ơi, ơi thầy ơi. Ơi hè ơi. Bác gọi con đi đâu bây giờ? Hay là bác bảo con lên xứ lạ ơi à tam cơ xứ lạng. Ở trên là ta mà phở vâng. Nghe hề. Dạ. Vâng vâng vất vật là nghĩa làm sao? Úi, bác không biết chứ. Cái món cơm cháy mà chấm với muối vừng là ngon quên chết bác. Ôi trời cao đất sét ơi. Này con ơi. Dạ. Rời cao đất dày chứ. Con trông thấy ông ở gần, con gọi thử xem ông có nghe thấy không. Làm sao mà con biết được rời gần? À thì đấy, đi cả về hết có 7 ngày 7 đêm đấy. 7 ngày 7 đêm? À, thế bác không biết à? Ngày 23 người ta cúng ông công chầu trời. Ngày 30 Tết, con đã thấy ông về chầu nồi bánh chưng rồi đấy. Ơ, này bác ơi. Sao? À, chứ con hỏi à, khí không phải. Ừ. Chứ à, ngày xưa bác lấy mấy tiền một vợ? Ừ. Con phải hỏi rằng là mấy trăm một vợ chứ con? Đắt. Sao mà đắt? Thế mày lấy bao nhiêu? Con chỉ có 1.5 tiền. Tiền rưỡi? À, con đi ra chợ, con mua được 10 vợ. À, con chờ mẹ vợ con ngoảnh mặt đi, con nhót thêm một vợ nữa là 11 vợ. Ấy, bác ơi. Ôi giời ơi, trời ơi, con mới nhặt cái dây chuối, con thắt lưng cho vợ con. À. Rồi con mới tiếp linh vợ con về. Thằng này, dạ, này, dạ. Rước dâu chứ? À, rước dâu quên. Rước dâu vợ con. À, con mới treo vợ con lên trên con sỏ đầu nha. Ai chào bác ơi. Sao? Nửa đêm về sáng mát rồi. Chị em hứng tình lầy kiều lầy hay lắm. Lầy kiều lầy à? Này hè. Dạ. Con lầy kiều bác nghe xem nào. À, con lầy bác nghe nhá. Ừ. Lầy thế này á. Mầm bộp chọc quạc bộp chọc quạc bộp chọc quạc bộp chọc quạc. Này hè. Dạ. Mày lầy kiều gì mà toàn nó ộp là thế nào? Thì ếch thì lấy bác. Thằng... À đây bác ơi. Sao? Hôm nào rảnh rỗi. Ừ. Em mời bác sang chơi nhà. Ừ. Em nấu cháo tù và vợ em mời bác chơi nhé. Cái thằng này. Mày lại bảo bác ăn tù và vợ mày. Bữa hè con. Bác. Sao? Con xin bác.
Từ nay bác đừng gọi con là Hề nữa bác nhá. Thế không gọi mày là Hề thì gọi là gì? Lần này con quyết định rồi, con sẽ về con bảo vợ con sai ông thợ mộc đục cho con 36 cái tên. Cái thằng này đặt tên chứ con. Đặt tên. Ấy bác này, ấy thế mà có một cái tên con không dám nhận bác ạ. Tên không dám nhận? Vâng. Nó là cái tên gì hả con? Nó là cái tên ông Ba Vành. Ông Bảy Cạp. Ông Ba Vành là anh ông Bảy Cạp. Ông Bảy Cạp tức quá mê đạp ông Ba Vành. Cái thằng này, sao mày lại đạp bác nhỉ? Anh này bác ơi. Sao? Giời ốm to rồi. Này Hề. Dạ. Làm sao mà con biết được giời ốm? Ồ, da xanh ngăn ngát thế này. Da rời lúc nào chả thế. Ô chết, con tưởng người ốm da xanh, rời cũng ốm thì da mới xanh chứ hả bác? Cái thằng này. Chị. Năm nay giời đói kém hay sao? Toàn thấy đi ăn quả quỵt thôi. Này Hề con. Dạ. Chỉ có người ăn quả quỵt, tại sao con lại bảo giời ăn quả quỵt? Hôm qua con ra chợ con nghe thấy bà hàng bánh đúc bà ấy chửi giời ăn quả quỵt đấy bác ạ. À thế bà ấy chửi như thế nào? Ôi, bà chửi thế này này. Con chửi bác nghe nhá. Chửi bác nghe xem nào. Cha tiên sư tổ bố nhà mày, vốn liếng hàng bánh đúc bà có là bao nhiêu đâu, mà nay mày ăn quả quỵt, mai mày ăn quả quỵt, ôi giời ơi là giời. Này Hề. Dạ. Đấy là bà ấy chửi người ăn quà quyệt đấy con ạ. À. Ôi chết, con lại cứ tưởng giời đói quá lên quà quyệt chứ vậy. À bác ơi. Sao? Con đi theo hầu bác 7-8 năm rồi. Ừ. Mà con chả được nói chuyện với bác gì cả. Này Hề con. Dạ. Con làm Hề là làm vui cho thiên hạ. Có chuyện gì mà nói hả con? Bác ơi, con làm Hề mà trong lòng con muốn khóc lắm bác ạ. À thế à? Dạ. Thế sự thể như thế nào? Về cái chuyện quặn vơ mà. Quặn vơ là quặn vơ là thế nào hả con? Quặn vơ là vợ con chứ cái gì. Cái thằng này lằng nhà lằng nhằng. Bác ơi. Sao? Cái chuyện quặn vơ như thế này này bác này. Ừ. Con mới lấy 7 vợ. Ấy mà vợ con ấy nó nhỏ nhắn như là con voi lang ấy. Mà bác có biết không? Sao? Đêm nằm nó hỏi tội con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lần. Trời ơi. Con không chịu được. Con không chịu được. Con mới cúi lạy xin nó. À thế à? Bác có biết không? Sao? Nó không thương con. Nó lại còn giơ nắm đấm lên với con. Thế rồi là nó bỏ con, nó đi theo à. Này, dạ. Nó đi theo ai hả con? Ô, nó đi theo à. Được. Cái thằng này. Này Hề con. Dạ. Thôi đứng lên. Ôi trời, bác biết tình cảnh của con rồi. Cứ đi hầu bác rồi, bác sẽ thưởng tiền con ạ. Nó đi theo được con rồi bác ạ. Trải vàng. Ui, đẹp quá. Nơi đệ nhất kỳ quan bến hẹn. Ôi giời, động thiên thai sơn này, xem nào. Ui giời, bác ơi. Trong đông có cái gì mà lại cắn đuôi nhau kêu chi chí nhỉ bác? Hề. Dạ. Đấy là tiên đấy con ạ, tiên đấy con ơi. Đi xem tiên nào. Nhiều tiên quá. Ui giời ơi, tiên mẹ, tiên con. Ui, tiên đỏ như son, tiên vàng như nghệ, có cả tiên màu nâu bác ạ. Ừ. Đây. Úi trời ơi, lại cắn đuôi nhau kêu chi chí nữa rồi bác. Cái thằng này, này. Dạ. Mày bảo cắn đuôi nhau kêu chi chí, có nghĩa là mày nói là thuộc chí à? Ui, bác ơi. Ui, chết. Ai chả, bác nhìn kìa. Sao? Ui, cái gì nó loang loáng ở trên trán tiên thế hả bác? Đây. À, loang loáng ở trán tiên. Ừ đấy. Mày con ơi, đấy là mắt tiên đấy con à. Mắt tiên? Ừ. Tiên cũng có mắt à? Ừ. Ái chà, con lại cứ tưởng mặt tiên nó phẳng lì như mặt trống chứ lại. Cái gì nó lù lù ở dưới mắt tiên đấy bác nhỉ? Đúng rồi.
tiên à? Đây, 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 đây. Con ơi, dạ, này. Dạ. Đấy là mũi tiên con ạ. Ai nặn mũi tiên? Bà mụ chứ còn ai? Bà ấy đâu? Gọi bà mụ làm gì? Lôi cổ, bị lôi cổ bà này. Cái thằng này, tại sao con lại bắt lôi cổ bà mụ ra đây? Con cho bà một trận. Tại sao lại nặn mũi tiên như mũi người thế hả? Chả như mũi người là như mũi gì? Theo con á, con cứ nặn to như cái giỏ bắt cua cho nó khác người bác. Cái thằng này. Bác ơi, bác ơi. Cái gì mà tối om dễ mũi tiên bác nhỉ? Để đi bác xem. Này con ơi. Dạ, dạ. Tôi om ở dưới mũi tiên nè. Đấy, đấy, đấy. Đấy là miệng tiên con. Thế mà gọi là miệng à? Miệng tiên. Sao lại gọi là miệng? Sao thế không gọi là miệng thì gọi là gì? Con á, con cứ gọi là cái hố đựng cơm. Cái thằng này, tại sao mà lại gọi đấy là cái hố đựng cơm? Con hỏi bác nhá. Thế, ngày nào bác chả đổ vào đấy 5-7 bát cơm. Thế mà bác cũng móc được ra không chả gọi là cái hố. Bác chịu con. Này hề. Hề. Cái gì mà con cười ngặt cười nghẽo thế hả? Mày làm gì mà cười ngặt nghẽo thế? Cái gì nó phập phồng ở trong ngực tiên đi mà gì? Cái thằng này. Phập phồng. Này này con ơi. Đấy là cái yếm tiên con ạ. Ý giời, ai người ta hỏi yếm? Người ta hỏi trong cái yếm chứ gì? Lằng nhằng gọi cả trong cái yếm à? Trong cái yếm là cái gì? Trời. Trong cái yếm là cái nhũ tiên hề. Ơi nhũ tiên. Trời ơi. Nay rủi mài mai kinh sử càng học càng rốt. Đấy mà gọi là cái nhũ à? Thế chả gọi là cái nhũ thì gọi là cái gì? Con cứ gọi nó là cái bàn bốc. Cái thằng này. Tại sao mà lại gọi là cái bàn bốc? Trời ơi, con nói bác nghe. Thế bác ngủ với cô con. Nửa đêm về sáng mát rời bác không dùng tay sờ, bác lại dùng đũa gắp cái củ nợ ấy à. Ê, thằng này ngào. Dạ cháu chào bác ạ. Bác à, quan. Ui dồi, quan. Quan xà xẻo xá. Ui dồi, xà xẻo xá. Ơi quan ơi, là quan ơi. Thằng này. Ơi quan ơi, là quan ơi. Ôi, quan xá vẫn còn sống đây đã chết đâu mà mày. Quan xá ơi, mày khóc thế. Ờ, dạ con khóc không phải vì quan chết. Thế mày khóc vì sao? Là con khóc vì cái chuyện của con đấy ạ. À, chuyện của mày nó thế nào nè? Dạ, chuyện của con nó vừa buồn vừa bực, vừa oan vừa ức. Dạ con kêu rời mà rời chẳng thấu. Con kêu đất cũng chẳng hay. Dạ hôm nay gặp quan nhớn đây con kể quan nghe. Quan mà phân giải được á thì con đội ơn quan quá. được rồi. Mày có cái điều gì oan nữa ấy thì quan cứ cho mày nói phụt ra. Quan sẽ cho mày phụt ra. Ui dồi, phụt ra. Rồi quan sẽ xử được cho mày. Quan sẽ xử được cho mày. Dạ vâng ạ, quan ơi. Ơi, dạ chuyện của con nó là thế này ạ. À, chuyện của mày là thế nào nè? Dạ vợ chồng con mới lấy nhau được mấy ngày. Ôi, thế mà đã sinh ngay được một cháu gái. Ôi trời, nó đẻ nhanh thế. Dạ thế là đúng vào hôm nông vụ chí kỷ. Con vợ con nó đi làm đồng. Mẹ cháu nó mãi tham công tham việc cho nên chưa dặn nó vẫn không thèm về quán. Thế rồi sao? Thế là con đành phải ngồi du con gái thay mẹ cháu. Cái mã mày mà cũng biết hát du con. Dạ con du tốt đấy chưa ạ? À được rồi, mày thử hát du thử cho quan xá nghe xem nào. Dạ vâng ạ, đây con du thế này ạ. Ơi thân em tội nghiệp vì đâu ngày ngày em chồng phao câu lên rời. Ôi trời ơi con ơi, con quan thích nhất là cái đoạn chồng phao câu lên rời đấy. Con ơi. Dạ. Vợ mày đi cấy á? Dạ vâng ạ, vợ con đi cấy ạ. À bây giờ nông vụ chí kỷ, em mà không chồng lấy gì anh xơi. Trời ơi sao mà hay thế. Mày mày
mày mày ru con hay quá. Dạ vâng ạ, con ru hay như thế mà vừa ru đến đấy á thì con luồng nhà con nó khóc quá con ơi. Ôi ơi ơi này này này. Mày định đặt tên con mày là luồng. Dạ vâng ạ, cháu gái tên là luồng. Ôi giời. À dạ cháu còn lấy theo họ mẹ nữa. Ôi giời ơi. Lại lấy theo họ mẹ nữa cơ đấy. Dạ vâng, mẹ cháu là họ luống. Thế sao con mày tên là Luống Thị Luồng à? Dạ vâng ạ. Ôi trời ơi, cái tên gì mà sao nó lại uốn éo gì thế? Ôi quan ơi, dạ bẩm quan nó cũng như là xà xẻo xá đấy ạ. Quan ơi, dạ thế là con mới thương con Luồng nhà con quá. Thế rồi sao? Con mới vác cái niêu đất sang cô hàng xóm xin cho nó tí sữa. Thằng này nó tham thế. Này, cả hai bố con mày đều khát sữa à? Dạ không ạ. Sao mang nhiều đất? Quan ơi. Ôi. Ôi quan. Ôi. Bên cạnh nhà con có cô hàng xóm đang nuôi con so. Bên cạnh nhà mày có cô hàng xóm đang nuôi con so à? Ôi giời ơi, gái một con đấy. Ai con ơi. Dạ. Con ơi. Dạ. À mày ơi. Dạ. Ơi, lúc nào khoảng nửa đêm mày mời quan sang nhà cô ấy chơi. Ui ôi, dạ thế hóa ra quan cũng khát sữa. Ấy không ta sang. Dạ nhưng mà cô ấy hay ngủ lắm. Ui giời, cô ấy này hay ngủ à? Dạ vâng ạ. Thế cô ấy hay ngủ có hay nằm uốn cầu vồng quan này. Ui giời. Dạ không những uốn cầu vồng mà cô ấy còn ngáy nữa. Ui giời ơi, cô ấy lại ngáy. Dạ, thế là con mới nể tình quá. Con không dám đánh thức cô ấy dậy. Thế, mày làm thế nào? Ui dạ, thế là con mới rón rén bước đến chỗ cô ấy nằm qua đã. Ôi trời ơi, mày lại rón rén à? Dạ vâng ạ, thế là con mới tốc cái yếm cô ấy lên. Ôi trời ơi, thế mày lại tốc lên à? Ui dạ vâng ạ. Thế mày có thấy cái màu gì không? Úi giời ơi. Úi trời ơi quan ơi. Ôi xanh đỏ tím vàng bao nhiêu là màu đẹp lắm. Trời ơi xanh đỏ tím vàng à. Úi đẹp thế. Úi đẹp quá. Dạ thế là con mia thò hai cái ngón tay này của con vào à? Mày thò vào. Dạ đúng, hai ngón này đây à. Hai ngón này sướng nhất trên đời. À có sướng không này? À sướng chưa này? Dạ thế là con mới à nặng vê vê về về xoa xoa. Ôi trời ơi, mày lại nặng vê về xoa. Dạ vâng ạ, dạ con nặng vê về xoa mãi mà vẫn chưa chảy được tí sữa nào quan ạ. Úi trời ơi, mày xoa thế mà chưa phọt được tí nào à? Dạ chưa phọt được tí nào thì cô ấy vùng dậy. Cô ấy vùng dậy được tí nào? Dạ cô ấy bị túm đéo ngực con. Úi giời, xíu trời thằng Mục nhá. Cô ấy túm đéo ngực con. Cô ấy ghi vào. Úi giời ơi, dạ không phải là ghi. Sao? Mà cô ấy tắt tóc có bồm dồn có vui. Sủi bao cam con ra. Ơi quan xá ơi xà xẻo xá ơi là xá ơi. Đây, có quan xá được tí nào đâu mà cứ xá hơn mày dẻo đi. Ôi con ơi. Dạ. Con ơi, cái câu chuyện của con đi mà. Câu chuyện của con là tình là tình ngay. Dạ vâng, ngay lắm mà. Cái lý này lại là lý gian đấy con ạ. Cái lý này là lý gian con ạ. Lý lại gian à? Ừ, tình ngay nhưng mà lý gian. À nhưng mà quan ơi. Ôi. Dạ nếu như mà phải là vợ quan hôm đấy á, thì chắc là quan thương con lắm. À, nếu là phải vợ của quan hôm ấy thì quan sẽ cho mày không còn một cái răng nào nhai cháo con ạ.